Hello, Long xin chào. Chào cô, chú, anh chị em, chào tất cả mọi người ngày mới. Hôm nay Long đi hái dâu ở dưới lầu. Đây, cả nhà mình xem dâu ở dưới lầu. Đây, ba hàng dâu ở dưới lầu. Rồi bây giờ mình đi hái dâu ha. Cái hàng dâu này là hàng dâu mình trồng sau nè. Đó, đẹp chưa? Chín mùi rồi đây. Cái này nó hơi bị dơ là do con đen nhà mình nó ra nó đạp nè, nó ra nó quậy nè. Hôm bữa chưa có lấy cái bạt đậy lại á. Cái này hư rồi, hái đem lên sân thượng cho gà nó ăn. Cái này chưa mùi. Đây, cái hàng dâu này là hàng dâu, cái hàng dâu đầu mình trồng nè. Đẹp chưa? Đây, cái giống dâu này giống dâu khác nữa ha, không phải giống ha, không phải giống dâu hương đâu ha. Đây, dâu đây là dâu, cái này ta gọi là Mỹ Hương hay là Mỹ Đá, mình cũng không có biết cái tên, mình chỉ biết nó là dâu hương thôi. Mình nghĩ là chắc cũng giống dâu Mỹ Hương quá à. Wow, đẹp chưa cả nhà? Cái này chưa chín lắm. Còn cây lùng lùng là dâu Nhật. Còn cái trái thì nó ngộ ngộ không nè, ở dưới nó còn xanh quá. Mình để cho nó chín mùi cho mình há hái ha. Đây, giờ còn cái trái đây. Wow, nhìn nó to chưa nè. Quá trời đẹp trái dâu luôn, bự dễ sợ. Đây, dâu này dâu trái đầu quá, trái bói á, thì cái trái chùm đầu của nó cho nên là nó to lắm luôn. Trái này nó bị hư rồi nè. Đây, cái giống dâu này dâu của Đài Loan nè, nó thuộc dạng về trái đơn ha. Đây cũng là giống của nó nè. Người nhìn hai cái cây dâu nó nhìn nó giống nhau không? Nhìn nó giống nhưng mà cây đây với cây đây là khác giống nha, nó không có giống nhau ha. Cây đây là do cây của giống của Đài Loan. Còn cây đây là cây dâu hương. Dâu này dâu Mỹ Hương hay là Mỹ Đá mình cũng không rõ nha. Mình chỉ biết là dâu hương thôi. Đó, trái nó to lắm luôn. Cái này chưa có mùi lắm. Rồi, hôm nay đây thu hoạch ba hàng dâu ở dưới lầu. Rồi giờ mình lên sân thượng ha. Rồi mình lên tới sân thượng rồi. Giờ đi hái cà chua trước ha. Lấy mà má băng này nãy cái lạnh. Nhóc nhà mình bữa nay chủ nhật nghỉ học.
lên hái cà chua. Cho mọi người xem cà chua nhà mình nè. Nhóc đó, nó kêu cái này chưa chín lắm đâu, đừng hái. Đây nè. Mẹ hương hồn. Vô, hình hồn cho xài. Không là, chứ ăn cho hình hồn là. Này. Còn thấy cà chua nhà mình không? Quá trời trái luôn kìa. Ế à, chui xuống dưới đi. À, hái đi. Không có hồn. Xoan đại phiền quá. Nó ăn, nó kêu chua mà, nó hả, nó ăn, ăn hết cái này tới cái kia. Mấy con xí xài á. Nó xài gì xí. À, nó kêu chua mà, nó kêu nó ăn hết cái này tới cái kia. Chắc là tận xa xí xì.我还是觉得橘色的番茄比较好吃。黄色吧。橘色。哪一个橘色？现在你才叫橘色吗？橘色啊。那明明是黄色。明明是橘色。你乱说，来后面，还有后面，对。Ngọt lắm, nó chín đó, nó chín mình để chín đỏ, ăn ngọt. Sư dành sao? Sua. Ừ, hình thiện, hình hậu sư. Thu vừa à? À. Ừ. Một phân như chi à? Hái cái này lật hết cái cuống cà nó đẹp dễ sợ luôn. Chưa học sao lại quay lại ra chủ trì. Hả? Hãy mới tao chi chi à. Kêu nó hái, nó kêu thôi đừng hái những cái trái ươm. Mình sẽ phân tích nhìn được rồi. Nó kêu nó chưa có ngọt, để cho nó chín mùi đi rồi nó ngọt lắm. Ươm đừng có hái. Rồi nó hái, nó còn trái ươm cũng rất là nhiều nó. Và một đổ cà chua. Thì ở nhà mình trồng á, cái mình lựa mình để cho nó chín á, ăn nó thì nó ngọt hơn. Rốt cà chua nhìn ngon chưa. Rồi giờ mình coi cái trái dâu nào ở trên đây nó chín mùi thì mình hái, rồi sẵn mình chia sẻ với mọi người cùng xem và cùng coi để mình biết cái dâu của mình từ khi ra bông cho tới khi chín là bao nhiêu ngày để mình kịp cái thời gian ăn Tết không, cho các bạn cùng xem ha. Rồi cái dâu của này á thì từ khi mà nó nhú bông ra tới khi mà nó chín đỏ thì 46 ngày là 1 tháng 16 ngày. Nó 1 tháng 16 ngày
thì cái dâu của mình nó có thể là hái được, nhưng mà tại vì mình nán thêm 2 ngày nữa cho nó chín thiệt mùi. Đó là 1 tháng 18 ngày. Hôm nay đã là 1 tháng 18 ngày nè. Đó, cái trái dâu đây là từ khi nó nhú cái bông ra ha, rồi nó chín nhanh với hay là nó chín chậm cũng do thời tiết nữa. Nếu mà trời mà nắng, tại vì tới vô đông thì nó bên đây trời nó hơi ui á, nó không có nắng nhiều á, thì cho nên nó hơi chậm. Nếu mà sớm một chút nữa thì khoảng 1 tháng 10 ngày, 11, 12 ngày thì cũng tùy theo loại dâu, nhưng mà trễ nhất là 1 tháng 15 ngày, 16 ngày. Đây là 1 tháng 18 ngày của mình đây. Đó. Là từ khi cái bông nó nhú ra ha, tới khi mà được ăn đó. Thì mình hôm nay cũng chia sẻ cho các bạn thích trồng dâu á, để mình coi thử cái dâu của mình thì từ khi nó tới nó ra bông rồi tới khi nào có thể ăn được, thu hoạch được, và làm sao để cho kịp Tết hay là kịp cái mùa gì đó, hay là mình muốn chân mà mình muốn biết để thời gian nó bao lâu để mình có thể thu hoạch, có thể nó đỏ như vậy. Hôm nay thì mình lên mình chia sẻ cho các bạn xem ha. Sữa. Đó. Wow. Đó. Trái dâu to chưa? À, ít cơ. Nãy cơ sổ khai. Thế chưa đi. Xử lý dễ dầu quá. Ăn cái trái này là nó ngọt lắm luôn nè. Bị cái con gì nó lỉnh rồi. Ai dơ. Sao mà ai dơ. Đi. Ăn cái trái này nè, chứ nó ngọt lắm luôn. Xử lý hãy dầu nè. Bên đây còn mấy trái cà chua nữa nè. Cà chua này cà chua bự. Cái này nứt này hôm bữa trời ông mưa á. Nó trời mưa là cà nó bị nứt gì nè. Sao mà trong xe gió này. Nó thay sổ thay lia. Đây. Cái trái dưới đây thì nó chín mùi rồi nè. Đó. Trái là cà này nó cứng lắm. Cà đây là cà cây lùng nè. Nó lùng tè lùng tịt. Nay chín hết rồi. Nhóc đi lụm trứng gà. Nhóc xí 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 không? Đó, hôm nay hai mẹ con lên thu hoạch được nhiêu cà. Rồi nhiêu dâu đây. Ý lụm được 2 cái trứng. Đó, rồi cái trái dâu nè. Mình thấy trái dâu nó bự chưa? Rồi giờ hai mẹ con thưởng thức nha. Đó, dâu bự. Rồi, giờ hai mẹ con thưởng thức cái trái dâu đây. Ồ, bự không? Mời cô chú anh chị em và tất cả mọi người ha. Ăn thử dâu mình thôi. Ấy gì? Thơm. Nói chung thì cũng không có ngọt gì lắm. Thơm chua ngọt ngọt. Ăn trái dâu xứng đáng. Nó to vậy chứ mà mình thấy nó không có ngon bằng những cái loại dâu nhỏ như vậy. Cái này là bảo đảm ngọt, ngọt như đường luôn.
Ngọt mà nó thơm. Nó thơm. Cũng là cái loại dâu Nhật nhưng mà cái trái nó ngọt, nó chắc, nó thơm lắm luôn. Cái trái mà nó to thì to chứ mà nó không có ngọt bằng cái trái dừa dừa như vậy. Rồi, hôm nay Loan Linh chia sẻ tới đây. Chúc tất cả mọi người ngày mới vui vẻ, được nhiều sức khỏe. Để hẹn gặp lại những cái video sau. Rồi, bye bye. Bye bye.